EURO 2024, Đức 5-1 Scotland, màn khởi đầu hoàn hảo, chủ nhà ghi cả 6 bàn. Trận khai mạc EURO 2024 trên sân Allianz Arena, Munich vào 2 giờ ngày 15 tháng 6 theo giờ Việt Nam đã diễn ra rất hấp dẫn. Đội chủ nhà Đức đã trình diễn lối chơi đầy cuốn hút, mạnh mẽ và tinh tế. Đội khách Scotland chống đỡ yếu ớt và chịu thất bại với tỷ số 1-5. Điều đáng chú ý là đội Đức đã tặng đối thủ một bàn thắng. Đội hình ra sân. Đội tuyển Đức: Neuer, Rudiger, Jonathan Tah, Kimmich, Kai Havertz, Kroos, Musiala, Florian Wirtz, Mittenzack, Gundogan, Andrich. Đội tuyển Scotland: Angus Gunn, Rangston, Robertson, McTominay, Tiny, Jean, MacGregor, Adam, Christie, Henry, Porteous. Trận đấu bắt đầu, đội tuyển Đức giao bóng trước. Tốc độ trận đấu đã được đẩy lên cao ngay từ đầu. Nguy hiểm, Florian Wirtz có cơ hội đối mặt thủ môn nhưng không thể dứt điểm thành công. Tuy nhiên, trọng tài đã xác định tiền đạo đội tuyển Đức rơi vào thế việt vị. Đây là tình huống đáng chú ý đầu tiên của trận đấu. Trong những phút đầu, đội tuyển Đức đang tràn đội hình lên tấn công ào ạt. Hai cầu thủ chạy cánh là Musiala và Florian Wirtz là hai điểm đến thường xuyên của những đường bóng triển khai của chủ nhà. Đẳng cấp vượt trội. Dưới lăng kính của khán giả, có vẻ như đội Scotland không được may mắn cho lắm khi chính họ chứ không phải bất kỳ ai trong số 22 đội còn lại phải đá trận khai mạc EURO 2024 với đội chủ nhà Đức. Liên tục gây thất vọng trong các giải đấu lớn gần đây và cả trong các trận giao hữu suốt năm ngoái, đội tuyển Đức đã khởi sắc đúng lúc bằng chuỗi trận bất bại trong năm 2024. Giờ đây, họ đang quyết tâm bay bổng ngay trận ra quân để lấy khí thế.